Gô không gô ơi. Ôi trời. Ủa, nó kéo cái anh xuống nhà luôn á. Ủa, cá ăn các bạn. Lên hàng bạn ơi. Cá ăn trọng ơi. Rồi lên hàng. Cá ăn anh em ơi. Cá ăn anh em ơi. Lên. Ui, cá ăn anh em ơi. Đúng rồi. Ui, con to. Con này to. Ui. Lên hàng nữa bạn ơi. À, nay mấy anh em mình đang đi trong rừng Amazon nha anh em. Đây làm cái sự sinh tồn. Mình đang đi với đứa em, đứa em đang đi trước. Nói chung là mình lủi trong rừng, hai anh em lủi nó giờ chắc phải hơn một tiếng rồi. Hơn một tiếng rồi anh em. Đi câu cá lóc mà giống như là đi bộ đội hành quân vậy mà. Này làm ký sự được à. Ký sự gần già. Ồ, sau một giờ lội trong rừng thì anh em mình đã phát hiện một cái đầm nha anh em. Biết có cái chỗ để câu không nghe. Anh em mình thấy ra ánh sáng rồi. Đó. Anh em thấy đi câu à. Đi câu mà lội chỗ này nè anh em thấy hiểu rồi. Thấy không? Đầm đẹp lắm. Giờ mình đi vòng vòng đi đường nào, đi vòng đi đường nào nè. Rồi bờ bên xuống câu luôn ta. Đúng rồi, cái chỗ mình xuống câu rồi bên kia bên đó đó, cao su đó đó, chạy xe xuống đó. Nhưng mà ở phía bên đây không. Ý em nói là bậy nữa rồi, bên đây em chưa đi đâu. Đi à? Ừ. Đi. Vòng xuống, vòng lại đi. Anh em thấy đi câu cá lóc mà giống như đi bắt khỉ. Leo cây bắt khỉ á. Cây này nó ngã trong, nó ngã trong rừng nghe nè. Mình đi cứ bị nó quấn tới quấn luôn kìa. Đó, anh em thấy cực khổ chưa? Ở bên ngoài giờ bị kích điện nhiều quá anh em, nên anh em mình chịu khó với lội nha. Tìm bãi câu mới. Sao? Thấy mặt trời. Thấy ông mặt trời anh em ơi. Đấy. Sau một gần 2 tiếng đồng hồ lội bờ rừng thì anh em mình đã ra tới cái đầm. Đây anh em, thấy cái đầm đẹp không? Đó. Cái đầm này nó thuộc rừng Nam Cát Tiên nha anh em. Nhưng mà anh em mình cũng chưa có tìm ra cái bãi để câu. Chung ra đây thấy mặt trời nè, nhưng mà chưa thấy hồ. Hả? Đâu? Anh em thấy cái cây to. Ui, cao. Ui. Cây này chắc phải 5-60 mét. Hả? Y bài luôn hả? Đâu, đâu, đâu. Ui, em mình nói phát hiện cái bãi câu đẹp lắm. Nãy đang cười mãn nguyện à. Wow, wow. Trời ơi trời. Wow, 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 wow. Từ từ quăng nha. Từ từ quăng. Đó anh em thấy chưa? Không uổng công anh em mình lội gần 2 giờ đồng hồ trong rừng nha anh em. Đây, anh em thấy nè. Đó, đây rừng. Rừng già. Đó. Ôi đúng mệt, em mình giờ đang cười mãn nguyện à. Cười cái coi. Chào khán giả các coi. Đang sung sướng anh em ơi. Ôi không uổng công hai anh em lội sớm giờ. Nhưng quan trọng hồi là nhớ đường về không nha. Đây cái đầm rất là đẹp. Đây để tiến hành mình ra cần câu anh em ơi. Cái bãi đẹp lắm. Vàng vàng cánh đâu đi. Đó em bước qua đó em đạp đi, em đứng lên cái cây ấy đó. Đứng lên cây dương sĩ đó quăng.
này chắc quăng nháy hơi cho nó gượt cho đẹp. Lấy nháy hơi quăng. Bẻ sau lưng đó nha. Ủa giờ mà ngồi mà gỡ cái là xong luôn á. Hả? Y bài luôn. Y bài luôn hả? Chừng té á. Qua bên đó hả? Có chỗ ghim không? Có chỗ ghim máy không? Hả? Có chỗ ghim máy mới được. Quá nguy hiểm. Ừ, đóng lên hàng. Ừ, quá hay em ơi. Còn không? Còn nó. Ui, trời ơi. Má to. Ôi, nó lùi xuống cỏ. Má thấy cái hồn này lợi hại không? Ủa con nó táp nhẹ nhàng, con nó bự lắm đó. Con nó nằm cho nó táp mà. Ôi, nó đó. Nằm cho nó táp mà. Dù thấy cái hồ lợi hại không? Nó hai anh em mình đi trúng thiên đường câu cá lóc à. Đứng nó đúng bài luôn hả? Kéo nhẹ nhẹ, đừng kéo mạnh. Ôi trời. Ủa nó kéo cái anh xuống nhà luôn á. Ui, to lắm. Ủa, ngợp ép. Trời ơi, bự, con này to. Dằn khè luôn. Đây các bạn ơi, ngợp ép rồi các bạn. Nè, cũng xuyên má đào luôn các bạn. Đã chưa? Đây bạn. Đóng xiên má đào luôn. Nộp ép lưỡi G15 bạn ơi. Đã chưa? Hugo. Quá đã, quá đã. Cái lóc gừng nha các bạn, vàng khè luôn. Quá sướng các bạn. Kéo ngang tới cái bụi này chụp. Nó gịch một phát mà. Ok các bạn ơi, quá đã. Ủa, gió quá. Cá ăn trọng ơi.
rồi, lên hàng. Lên hàng thôi. Ừ. Đó. Một con anh em. Nhỏ à. Chuột lắc anh em. Chuột lắc lên hàng nữa nè. Con này nhỏ thôi anh em ơi. Ok đây. Vui. Ok. Anh em thấy bãi cầu đẹp không anh em? Đây. Chuột lắc. Nhảy cực kỳ anh em ơi. To nhỏ lên hết. Lên hàng đó Trọng ơi. Trọng. Lên hàng đó anh em. Chuột lắc lên hàng tiếp. Đây. Tiếp tục lên hàng anh em ơi. À. Đó. Chuột lắc nha anh em. Con này 4 cm, nặng 8 g. Cái lưỡi thường, lưỡi thép đen thì 100.000 con, còn lưỡi độ thép trắng thì 150.000 nha anh em. Anh em nào thích thì inbox ha, mình gửi ha. Đây. Đã chưa? Ok anh em ơi, quá đã. Lên hàng anh em ơi. Chuột lắc lại lên hàng đó anh em. Đấy. Ok. Đây. Thấy anh em thấy chuột lắc nhạy ghê không? Đây anh em. Đó. Tiếp tục nha anh em. Quá dữ con chuột lắc. Nhạy ghê không anh em? Ok. Chiều nay cầm vỏ cá cái nặng luôn rồi anh em. Quá đã anh em ơi. Chuột lắc quá nhạy anh em. Không uổng công hai anh em lội rừng băng đường rừng á. Ok quá đã.
cái lóc gừng nó giữ, cái lóc gừng nó giữ ghê luôn anh em, quăng nó gượt nó chụp nhìn đã mắt luôn. Đây sát thủ anh em, chuột lắc 4 cm nặng 8 g, thấy chưa? Ok, cái này mình bỏ thêm một cái thìa anh em, tại gió quá mình bỏ thêm cái thìa cho nó nặng, mình quăng đừng cho nó bay bậy anh em, cho nó hạn chế bị lệch hướng á, nên mình bỏ thêm một cái thìa. Anh em cứ bỏ thêm một cái thìa lá nó không có vấn đề gì ha, nó vẫn nổi chứ nó không chìm. Ok anh em, con này to rồi. Ôi, chưa xảy. Mẹ nói. Ôi, dính cỏ, xảy. Dính cỏ sảy nè, tưởng đâu chưa sảy, lôi lên còn thấy đen đen. Ui ủng ghê, nó treo lên cây cỏ anh em, mà mình nghĩ là nó sảy rồi. Ok. Ui, cá ăn các bạn. Ui, nhả rồi. Ui, nó chụp cái nhả các bạn. Lên hàng nữa bạn ơi. Ok. Mày hả bưởi. Đây. Chuột lắc tiếp tục lên hàng các bạn. À. Nhảy cực kỳ dữ các bạn. Chụp là dính, chụp là lên bờ các bạn. Đó. Ok. Ngày nay con đâu thứ 8 rồi các bạn ơi. Thứ 8, thứ 9 gì đó, mình không nhớ luôn á. Quá dữ luôn. Chuột lắc quá lợi hại các bạn. Ủa cái con này nó ăn con cá con gì trong bụng đó nè. Con này cá lứa các bạn. Coi nè. Ăn cái gì trong bụng chà bá. Đúng là cá lóc gừng dữ ghê. Quăng lại gượt chụp. Ok, quá đã. Còn thứ 8, thứ 9 vậy các bạn ơi. Quá dữ.
Ui, đã các bạn. Đây. Để to chứ các bạn, đang thui thù lui. Ui, nó bay ra táp cái đùng vậy. Đây. Đang thui thù lui luôn các bạn. Cá lóc gừng nè. Đẩy ghê. Đó, ở đằng xa đằng đó là gừng các bạn. Đó. Nên mình vô tới trong gừng câu luôn các bạn ơi. Đây vào gừng Nam Cát Tiên câu. Ui nó bay ra nó làm một cái đùng. Quá sướng các bạn ơi. À. Chuột lắc nè các bạn. Con này 100k con các bạn. Lưỡi độ thì 150. Ok. Quá đã các bạn ơi. Nay mình vô trong tới gừng Nam Cát Tiên câu luôn. Đó, đằng xa xa đằng đó là gừng nữa các bạn. Ok. Các bạn thấy cá lóc gừng không? Đang thui thui lui à. Quá đã. Bay ra làm cái đùng nha các bạn. Sướng sướng. Ok các bạn ơi, quá đã rồi. Rồi, anh em mình chuẩn bị về nhưng mà để báo cá cho anh em coi luôn. Nói chung hôm nay hai anh em được mười mấy con, khoảng 11, 12 con vậy nè. Để gọi cho anh em xem luôn. Quay cho anh em xem. Đâu, tổng đâu. Ba con. Ba con cá lóc gừng đang thui thù lùi anh em. Nha. Con nào nấy đang thui à. Mình đây, một giỏ luôn anh em ơi. Đó, quá trời đóng luôn. Thôi giờ hai anh em về chứ tối rồi, tối tới nơi rồi. À, đừng xảy con đằng đầu đó anh em. Con đầu nó xảy quá tiếc luôn. Cá đó phải chắc phải 7-8 lạng. Giờ dướng cọng cỏ nè. Dướng cọng cỏ mà lôi vô mà nó dãy đùng đụng hồi xảy luôn. Bây giờ hai anh em mình nó đi tắt đường gừng này nè. Nó đi men theo cái bìa gừng này đi xuống tới tuốt dưới kia chắc phải hơn cây số mình bỏ xe dưới kia nè. Giờ hai anh em mới đi về thôi. Giờ mình cũng tạm biệt anh em luôn. Hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo ha. Bye bye. Giờ mình thu xếp, hai anh em thu xếp cần là xong máy rồi xong là chui đường gần về thôi. Nói chung ngày nay là quá ok rồi. Hai anh em mười mấy con cá nhưng mà có con cái xảy con đằng kia quá to đi nên hơi bị tức chút anh em. Nhưng không sao.